là gần gũi. Ngày xưa một vùng Tây Bắc có một xuân nữ mang tên là Ban, nhiều chàng trai mường đắm say nhưng trái tim nàng đã trao chàng khung. Nhưng cha nàng không ưa chàng khung, chê chàng khung thân phận quá nghèo. Săn quá xa, chàng đâu biết tai họa ập xuống.